khi nam thần si bít hóa mỹ nhân cổ trang, Trương Vệ Kiện như hoa khôi, Trần Hiểu ăn đứt bà xã. Nếu là fan của dòng phim cổ trang, chắc hẳn các bạn chẳng còn xa lạ gì với những tình tiết nam giả nữ nhỉ. Có không ít nam thần nổi tiếng của Hoa ngữ đã từng tham gia thử thách này và tạo nên những hiệu ứng rất đặc biệt đó. Mọi người hãy cùng điểm qua xem đó là những ai và thành công hay thất bại nhé. Tiêu Ân Tuấn. Vẻ điển trai của Tiêu Ân Tuấn là điều chẳng ai có thể phủ nhận được. Dù là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lý Tầm Hoan hay Dương Tiễn, anh đều chinh phục được khán giả, được bình chọn là nam thần cổ trang số 1 của màn ảnh. Thế nên, người ta đã rất bất ngờ khi biết chàng tài tử có dáng người rắn giỏi mạnh mẽ ấy lại từng hóa mỹ nhân trong Trộm Long Cháo Phụng đó. Vẫn là ngũ quan nam tính, nhưng Tiêu Ân Tuấn đã xuất sắc diễn ra nét dịu dàng, mềm mại của thiếu nữ. Trung Hán Lương. Thở thanh xuân, Trung Hán Lương thường đảm nhận vai phản diện trong các bộ phim cổ trang, ấy vậy mà anh vẫn được bình chọn là một trong thiên nhai từ Mỹ. Vậy là đủ để mọi người hiểu ngoại hình của anh xuất sắc.